Các bạn đang đến với kênh YouTube Âm Thanh Vàng. Ngày hôm qua tôi đã có một video clip giảm 50% các dòng sản phẩm có mặt trong video để anh em ở khắp mọi miền Tổ quốc có điều kiện mua sắm lựa chọn. Ngày hôm nay thể theo yêu cầu của anh em, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ cấu hình nghe nhạc chuyên nghiệp với mức giá cực kỳ hợp lý. Các bạn bình tĩnh theo dõi, tôi sẽ giới thiệu chi tiết. Tuy nhiên, tất cả những yêu cầu về mua sắm hoặc tư vấn phối ghép, các bạn nhớ gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số điện thoại đang hiển thị bên góc phải màn hình của các bạn. Đồng thời, các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh và giới thiệu chia sẻ kênh của tôi đến bạn bè cũng như người thân. Nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu về sửa chữa các thiết bị audio, hãy gọi điện cho dịch vụ của kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại hiển thị ở phía dưới của màn hình. Các bạn thân mến, bây giờ thì các bạn đang nhìn thấy trước mắt là một bộ cấu hình ngon bổ rẻ đúng nghĩa và tôi set up để cho các bạn mức giá vẫn trong năm mới mừng tuổi cho các bạn. Các bạn đang nhìn thấy trước mắt đó là cặp loa JBL của Mỹ, đó là cặp loa JB4410A. Dòng này các bạn nhìn thấy nó sử dụng 3 đường tiếng với cấu trúc một bát giấy, bát 25, một loa trung giấy. Như vậy ở bát và trung sử dụng vật liệu giấy đem đến âm thanh mộc mạc trong sáng. Và thêm vào đó nhà sản xuất đã ưu ái tặng cho nó một driver chép titan. Các bạn nhìn thấy chép của nó là chép titan. Như vậy kết hợp với vật liệu giấy có sự ấm áp, mộc mạc trong sáng và chất titan, những âm thanh của nó đem lại chắc chắn sẽ là những âm thanh réo rắt, tí tách, trong trẻo mà các bạn nghe thấy. Bởi vì nó là dòng JB nổi tiếng và nghe nhạc chuyên nghiệp thì đương nhiên các bạn yên tâm về mặt chất âm. Và cặp loa này rất dễ phối ghép, các bạn có thể phối ghép bằng rất nhiều âm ly khác nhau, kể cả những dòng Pioneer thì tiếng càng trở nên sáng hơn. Hay các bạn có thể ghép vào Marzahn, các dòng Rotel, rồi các dòng âm ly cao cấp hơn, ví dụ cả các dòng Akufei, E202, v.v. Các bạn thân mến, đây là một cặp loa, có lẽ là tôi nghĩ là các bạn có mức giá hơn 10 triệu đồng thì nên đầu tư sở hữu. Lát nữa tôi sẽ báo giá tổng thể để các bạn cân đối. Quay trọn vẹn trước sau để các bạn nhìn thấy tình trạng của nó tươm tất đến mức độ như vậy, rất là đẹp. Có thể nói luôn là không có một vết xước nào, kể cả nhỏ nhất. Cái căng của nó cũng nguyên bản hết các bạn ạ. Đây là cặp JBL 4410. Đảm bảo các bạn nghe là các bạn sẽ hài lòng trong tầm tiền đầu tư. Và tôi giới thiệu kết hợp với nó luôn, đó là một âm ly đánh như nó sẽ đảm bảo nó ra được cái đúng chất của thằng JB. Âm thanh mềm, ngọt, dẻo và tí tách ở dài cao. Đây là các bạn nhìn thấy trước mắt cặp loa này kết hợp với âm ly, đó là Marzahn 54DS. Thì nó có 54D này, 54DS. Thì các bạn thấy 54 trơn nữa. Thì đối với dòng DS là dòng cao nhất, âm thanh sạch nhất, trong trẻo nhất. Châm ly này có giá 6 triệu đồng này. Cặp loa này có giá là 15 triệu đồng. Như vậy tổng thể bộ này có giá 21 triệu đồng. Tôi nhắc lại là cặp loa này có giá 15 triệu đồng, âm ly có giá 6 triệu đồng. Tuy nhiên như đã thông báo với các bạn, sẽ set up cho các bạn một bộ có mức giá từ 20 triệu trở lại, với mức giá để các bạn mừng xuân năm mới. Nếu như các bạn lấy trọn vẹn bộ này thì tôi sẽ để cho các bạn giá 19 triệu đồng. Các bạn nghe không nhầm đâu ạ. Trọn vẹn bộ này có giá 19 triệu đồng. Như vậy, với 19 triệu đồng đã sở hữu ngay một cặp JBL xịn của Mỹ và lại chép titan. Thêm vào đó lại sử dụng một dòng thương hiệu cao cấp của Nhật Bản, đó là âm ly Marzahn 54DS, dòng cao nhất của dòng 54. Thì các bạn thấy là 19 triệu đồng là một mức giá các bạn khó có thể mua ở đâu khác được. Xin khẳng định các bạn như vậy với tình trạng đẹp như các bạn vừa tôi quay. Và các bạn có thể mua rời âm ly cũng được, vẫn để cho các bạn giá 5 triệu. Cặp loa có giá 15 triệu thì tôi vẫn bớt đi cho các bạn nữa. Nếu như các bạn mua riêng thì các bạn nhớ là như vậy. Và nếu như trọn vẹn tôi nhắc lại, các bạn lấy cả thiết bị thì từ 21 tôi để cho các bạn giá 19, mức giá hợp lý và mức giá mà các bạn không thể mua ở bất cứ nơi nào với tình trạng đẹp như thế này, zin như thế này. Và cũng nhân đây thì cũng nhắc luôn với các bạn là khi các sản phẩm của tôi bán cho các bạn, chúng tôi đều bao zin, chúng tôi đều test rất là kỹ và dán tem bảo hành 1 tháng cho các bạn. Thì các bạn lưu ý là đối với những tem chúng tôi dán thì các bạn không tự ý xé bóc cạo, bởi vì có nhiều bác mua các dòng sản phẩm của chúng tôi về sau đó là các bác tháo hết tem đi, các bạn tẩy hết đi, sau đó các bạn gửi lại thì tôi không nhận ra sản phẩm của mình, tôi không nhận lại. Điều đó là đương nhiên. Để tránh những việc đó, trong thời gian chúng tôi bảo hành 1 tháng, các bạn tuyệt đối không tự ý sờ vào, không cậy tem. Và câu chuyện như một bác sớm hôm nay có chiếc âm ly 907 lấy cha cũng như vậy, tôi nhắc lại là như vậy. Thì bác cho là bác thích thì bác tháo, thì đương nhiên là của bác thì bác tháo thế nào được, bác mua, nhưng trong thời gian bảo hành tuyệt đối không tự ý. Bởi vì có nhiều người đã cháo đồ của chúng tôi, thì câu chuyện năm mới thì tôi không muốn nhắc lại, nhưng các bạn nhớ là không tự ý. Nếu như có sản phẩm có vấn đề gì đó thì các bạn nên báo cho chúng tôi và
chụp Zalo cho chúng tôi. Sau đó chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn những phương án xử lý để đảm bảo quyền lợi của các bạn. Các bạn nhớ là như vậy. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt.